có điểm học tập kỳ 1 cao nhất, tương ứng với mỗi lớp sẽ có một em. Lớp 10A1, Phạm Quỳnh Anh 9,1. Cô đọc đến tên em nào thì em đó bước lên sân khấu nhé. Nhanh chóng bước lên sân khấu. 10A2, Hà Thị Khánh Linh 9,1. 10A3, Nguyễn Thị Bích Ngọc 8,9. 10A4, Hoàng Mai Linh 8,7. 10A5, Đinh Thị Thảo 9,3. 10A6, Nguyễn Quỳnh Anh 8,3. 10A7, Đoàn Thanh Hiền 8,8. 10A8, Bùi Phương Mai 8,8. 11A1, Bùi Vân Giang 9,3. 11A2, Đỗ Thị Thùy Trang 9,2. 11A3, Vũ Thu Trang 9,3. 11A4, Nguyễn Khánh Huyền 8,8. 11A5, Đỗ Lê Minh Huyền 8,8. 11A6, Nguyễn Hữu Huy 9,1. 11A7, Vũ Duy Mạnh 9,1. 12A1, Vũ Thị Ngọc Linh 9,5. Em Vũ Thị Ngọc Linh vừa là cao nhất của lớp 12A1 lại vừa cao nhất toàn trường. 12A2, Lê Thị Diệu Linh 8,8.